Và ngay bây giờ thì Vân xin được trân trọng kính mời Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, ông Nguyễn Viết Hải sẽ bước lên sân khấu để trao quà và chúc mừng cho những cá nhân xuất sắc của tập đoàn trong năm 2023. Xin được trân trọng kính mời ông ạ. Nhân viên, hôm nay là một lần nữa chúng tôi cũng rất là xúc động đứng lên tại chỗ này, cũng tại nơi này và tại những ngày này để nói lên những cái tình cảm của người đứng đầu doanh nghiệp. Kính thưa toàn thể các quý vị, Tập đoàn Sơn Hải đến hôm nay là đã đi được 26 năm trong quãng đường hình thành và phát triển, và chúng tôi cũng rất là vui mừng để nói lên và điểm lại lần này là lần thứ 26 tôi đứng trên bục của hàng ngàn người, trước đây thì hàng trăm người, và nói lên được những cái kết quả. Cứ tưởng chừng cái con số nói đơn giản thôi, nhưng đó là hạnh phúc của người doanh nhân, hạnh phúc của người đứng đầu. Tức là không nợ bảo hiểm, không nợ thuế, không nợ lương, không nợ thưởng, không nợ quà hàng ngân hàng. Đọc thì như vậy thì đơn giản, nhưng quá trình làm việc thì vô cùng khó. Đó là một kết quả, đổ mồ hôi, nước mắt, trí tuệ của tập thể và của những người đứng đầu của Tập đoàn Sơn Hải. Hôm nay chúng tôi cũng thấy rất là hạnh phúc. Hôm nay 28 đồng chí lên đây thì đại diện cho nhiều tổ đội, nhiều lĩnh vực, từ đồng chí máy lu cho đến máy cẩu, cho đến máy san, cho đến lái ô tô ben, cho đến quản lý. Thì ai nói rằng lương Sơn Hải là thế này thế kia thì là đây là minh chứng. Lái lu trung bình thu nhập một năm là 289 triệu, lái xe ben là hơn 300 triệu, kỹ sư cũng trên 500 triệu, và cá biệt cũng phải trên 1 tỷ. Thì đó là cái thành quả của nội bộ của Tập đoàn Sơn Hải.